Sao mấy hôm nay lại không có ai tới khám bệnh thế nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Mình phải đi ra ngoài xem thử xem có vấn đề gì mà bây giờ là bệnh nhân lại không thấy ai đâu cả. A few moments later. Lâu lắm mới gặp được một người. Thế cậu đi đâu đây? Tớ nhớ ra rồi. Hôm trước lúc mà tớ đang chữa răng cho cậu ấy, cậu nhớ không? Vẫn chưa xong. Thế là bây giờ vào đây để tớ chữa nốt cho. Mấy hôm nay vắng khách quá. Không, tớ hôm nay cũng đi chữa răng. Nhưng mà không phải chữa của cậu, mà là chữa của cái bác sĩ cam cam giỏi nổi tiếng ở cái vùng này cơ. Không phải chữa cậu đâu. Bây giờ bác sĩ cam cam mà hồi xưa làm y tá cho tớ đây. Sang đây bây giờ mở phòng khám thôi. Làm sao mà tay nghề cao bằng tớ được. Vào đây tớ chữa cho. Không, tớ chỉ chữa bác sĩ cam cam thôi. Em là bác sĩ tay giả. Bao nhiêu bệnh nhân tẩy khám kể ra cũng mà thật ý. Bệnh nhân đây, bác sĩ ơi. Ôi trời ơi. Chị đừng biết sợ. Đang khám cái gì? Ôi cái bác sĩ này buồn cười nhỉ. Bệnh nhân đến khám lại hỏi cần khám cái gì. Đi vào răng hàm mặt thì là khám răng chứ còn khám cái gì nữa. Là chị Trang đây. Chị Trang hôm trước anh Nhím vẫn đang khám dở đây. Hôm nay thấy em Cam mở phòng khám, chị phải vào ngay để kiểm tra cái răng của chị đấy. Chị đây. Bây giờ em Cam trở thành bác sĩ thật rồi à. Ta hôm trước chị vẫn còn sâu răng à? Thì hôm trước đã chữa xong đâu. Mới gặp con sâu ra mà. Xong rồi chuẩn bị bôi thuốc đi. Thì tự nhiên em với cả anh Nhím cãi nhau thế nào. Chạy bỏ về mất. Làm cái con sâu nó lại bắt đầu đục răng của chị rồi. Thôi được rồi. Nên là khám bạn đi khám cho. Từ khi em Cam đi học làm bác sĩ khám răng về, lại còn mở một cái phòng khám to đùng nữa. Thế là hình như người ta đến phòng khám của em Cam khám bệnh hết rồi hay sao ý. Phòng khám của mình bây giờ chả có ma nào tới khám cả. Nằm xuống đây hả bác sĩ? À ha. Bây giờ bác sĩ kiểm tra răng cho mình đi. Được rồi, nếu mà cứ tiếp tục như thế này ý, thì mình làm gì còn tiền nữa. Bây giờ phải nghĩ cách khác thôi. Chả lẽ bây giờ lại đổi nghề à? Xem nào. Đừng biết sợ. Làm nghề gì để có tiền bây giờ? Mình biết rồi. Mình sẽ đi làm lính cứu hỏa. Bây giờ mình sẽ trở thành lính cứu hỏa. Are you ready? Wow. Mình bây giờ sẽ là lính cứu hỏa rồi các bạn ơi. Như thế này à, có thể đi dập lửa được rồi. Có điện thoại rồi. Nghe này. Alo. Đúng rồi. Số của lính cứu hỏa đây. Có một đám cháy à. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Tiếng anh Nhím á? Ôi trời ơi. Bác sĩ cam cam chạy đi đâu ta? Không khám răng cho chị nữa à? Mình phải nhanh lên, không đám cháy nguy mất. Cái gì đây? Anh Nhím ơi, ai đây? Ngẩng mặt lên xem nào. Đi lên xem nào. Bác sĩ Cam Cam, chuyên khám răng. Bây giờ nổi tiếng ở vùng này mà. Sao tự nhiên chạy theo anh làm gì? Em không muốn làm bác sĩ nữa đâu. Sao lại không muốn làm bác sĩ nữa? Bây giờ em ở phòng khám, bao nhiêu khách đến khám còn gì nữa, thích thế còn gì nữa. Nhưng mà em khám cho nhiều khách bị hơi một giờ lắm. Đặc biệt là chị Trang đi. Em muốn chị một giờ rồi. Em chẳng làm bác sĩ nữa đâu. Anh làm cái gì anh cho em đi đi. Anh làm cái gì cho anh đi theo với à? Ôi giời ơi. Em nhìn bây giờ nhìn anh mà không biết anh làm cái gì à? Này,
Bây giờ anh là lính cứu hỏa đây, anh chuyên đi dập tắt những cái đám cháy đây. Em như thế này thì làm sao mà đi theo anh được? Đến đấy nhỡ đâu lửa nó bén vào người thế này cháy đây, không đi được đâu, không đi được đâu. Thế này là thế nào? Anh không cho em đi, em cứ ôm chân anh đấy. Đây. Thế này cũng không ổn. Thôi được rồi, nếu như em muốn làm lính cứu hỏa như anh ấy thì phải qua một khóa huấn luyện cơ. Ở đấy người ta sẽ dạy đi ra chỗ đám cháy thì cần phải làm những gì và có dụng cụ bảo hộ. Chứ em mà đi như thế này nguy hiểm lắm, không được đâu. Nghe lời anh, bây giờ cứ đi học một khóa đi, xong rồi học xong thì về anh cho đi chữa cháy cùng anh, ok nhá. Sau khi bị anh Nhím từ chối không cho tham gia chữa cháy, em Cam đã quyết tâm đi học một lớp phòng cháy chữa cháy để trở thành lính cứu hỏa thực thụ. Tất cả các bạn đang ngồi ngay ngắn trên ghế nghe thầy giáo giảng bài. Các em có biết cái này dùng để làm gì không? Đây là cái búa. Đúng rồi, cái búa này để mình dùng phá vỡ tường hoặc cửa kính hoặc là những cái cửa để có thể thoát được ra ngoài. Bên cạnh là cái búa to, thế còn đây chính là cái búa nhỏ. Búa này chuyên dùng để phá kính, có thể để phá cửa sổ hoặc là cửa ô tô. Còn cái cuộn ống này chính là ống mềm dùng để nối từ xe cứu hỏa tới chỗ có đám cháy. Đây chính là cái đầu ống, nước sẽ phụt ra từ đây và dập tắt lửa. Trên chiếc xe cứu hỏa cũng đã được trang bị đầy đủ bình cứu hỏa mini, xẻng, ống phun nước siêu dài. Giới thiệu với các em, đây là bộ quần áo bảo hộ mà các chú lính cứu hỏa hay mặc. Còn đây là mũ bảo hiểm. Phía trước cũng có một tấm kính để có thể ngăn bụi và các cái mảnh vỡ bay vào. Bên này là găng tay chuyên dụng. Ở dưới này các em có biết là cái gì không? Cái đèn pin ạ. Đúng rồi, đây là cái đèn pin để soi vào những cái vị trí tối. Nào em Cam lại đây. Cam có biết đây là cái gì không? Đây là cái bình ga. Không phải rồi. Đây chính là bình dưỡng khí. Bình này giúp chú lính cứu hỏa có thể thở được ở trong môi trường độc hại. Sau khi nghe thầy giáo giảng dạy xong, Cam đã được mặc quần áo của lính cứu hỏa để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Nào tất cả các chú lính cứu hỏa tí hon, lại đây tập trung để nghe anh phổ biến nội quy. Mùi gì đó? Có bạn nào ngửi thấy không? Hả? Mùi rất là khét luôn. Ở đây có một đám cháy siêu to các bạn ơi. Một ngôi nhà, một cái nhà hàng chứ, đang bị bốc cháy rồi. Mình phải làm như thế nào nhỉ? À, phải gọi cho các chú lính cứu hỏa. Đây có phải là đường dây của các chú lính cứu hỏa không nhỉ? Ở đây đang có một vụ cháy rất là to. Một nhà hàng đang bị cháy. Kìa, có đám cháy kìa các em. Các em đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị khởi động nào. 1, 2, 1. Khởi động cho 5 người lên. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nhanh lên. Chúng ta cần phải mau chóng đến chỗ có đám cháy. Here we go. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của các em, phải làm thật cẩn thận nhá. Đầu tiên của mình, các bạn xem giá đi dập lửa này. Mấy chỗ đang cháy rồi. Chị đang dập lửa rồi. Em Cam đang điều khiển một cái vòi phun nước, phun thẳng vào đám cháy. Đám cháy liệu có bị dập tắt không nhỉ các bạn? Hãy cùng chờ đợi xem nhé. Sau khi đám cháy được dập tắt, các chú lính cứu hỏa quay trở lại xe và tiếp tục đi thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Lính cứu hỏa dạ.